liều đúng hay sai, thuốc đúng hay sai, được chưa? Đó mình phải nhìn định thuốc đó là bắt đầu mình sẽ từ cái ta đang dùng đó mình phải tiếp tục điều trị thế nào, nhận định được đó. Mà nhiều bạn không biết nhận định thì sao? Thì người đây uống thuốc không ra lỗi khỏi nhận định. Chưa? Mà ghi cái thuốc vô là phải bắt buộc chứ không phải nhận định ăn thuốc dùng đó thế nào thì mình chỉ tiếp. Rồi đó là một số vấn đề người dân lưu ý trong cái phần nhận định này. Một vấn đề lưu ý tiếp theo là phần khám thì mình sao vì rất nhiều cơ quan trong này thì chỉ cần một cơ quan như thiếu là mất tiền tại chúng ta tập người ta chấm vào nó rất ví dụ như ba người ta cao thì cũng phải như bốn thì ta hướng về cái phần là phòng điều trị khá là hiện tại nhưng mà cái đặc điểm thành ra là một cái sai của ta là điều điểm rất nhiều. Thì dễ ví dụ bạn kia là khám tim mạch thì trong phần đó hai phần là gì? Tim là có rồi khám tim của bạn dễ thiếu gì? Rõ bạn có nhìn thờ nghe đó thì thiếu và rõ đúng không? Một cái bộ khác của khám là khám dễ thiếu nhất khám gì nữa? Khám thần kinh đúng không? Đi học bên thần kinh của thầy khác định tĩnh thì có đúng liền không? Có đúng không? Ra là cái chỗ nào mà mình thấy nó không có chính cái bệnh của mình ghét nó vô cái câu mình thắng là câu gì? Cái quan cái gì vui về bệnh đi thì các bệnh của mình hay cơ quan mình đang tự gì đó cơ quan ba mươi cái gì nhưng mà lưu ý trong phòng ghi cái chỗ mình ghi đó nhiều bạn ghi khám tiêu hóa cái bạn ghi đó là gan tắc là nó cảm người đó nó lắc nó nhúc nhích rồi lúc đó mình chỉ phải khám gì không muốn ra là đang khám cơ quan mà nhảy qua khám bụng thì nó cái kỹ cái đường khám bụng nó khám đầu mặt cổ gần bụng chi rồi mình khám con hấp cơ quan bắt đầu khám tiêu hóa khí khám hởm gì gì cái nhảy cái gì qua từ là cái cách đi đường hiểm gì đó thì cái hướng định ghi ghi sao cho nó phù hợp ha. Rồi cái vô cái phần chính hôm nay là trong cái bài của mình sẽ có hai cái định nghĩa lưu ý một số từ dùng cho các bạn bị lặp lại ha. Hai định nghĩa của bài này là gì? Bài này là gì? Được chưa? Hai này là trước đây, cái này là cổ bắt đầu từ sau. Cổ rồng sau tức là gì? Ngày xưa là khi mà cổ rồng còn thần dưới 60, người ta thấy là khi cổ rồng còn thần một người đến dưới 60 kéo dài rồi thì nó sẽ không còn trở lại. Và đưa đến giai đoạn cuối. Chúng ta gọi đó là suy. Tuy nhiên các bạn nhớ là trong định nghĩa mới của thần mẹ là gì? Cổ rồng dưới 60 người ta không gọi là suy, người ta gọi là gì? Giảm. Chỉ gọi là suy khi nào dưới 15. Là nếu mà theo định nghĩa này suy thận các bạn đó là cầu lọc dưới 15 cái người cũng suy các bạn cầu dưới nhiều thì sau 10 là tiên nó có khó khăn là tiên đó à học vài bây giờ là tài liệu ta ghi là bệnh của bạn đó mình khi đi lâm sàng thì trong thời gian chẳng đó là gì suy thận mạng và bữa đó là nếu bạn cho nó này chắc chắn cho nó này chắc chắn ha cái này cũng chấp nhận. Tuy nhiên cái này chỉ bên thận thôi nha. Nếu như bạn đi lên nội tiết thì đặt chịu, ha chịu cái đầu tiên loạn là giảm xuống dưới 60 là gọi là bệnh thận mạng đó, bệnh thận mạng. Tại vì bên nội tiết ví dụ như bên nội tiết là người ta bị tình gì đó, người ta mà tiết cũng chịu. Hai người bạn lưu ý cũng phải nói này. Hai này đều là đừng nghĩ hai này đều là thời gian thì gọi là gì? Ba tháng. Tháng này cái gì trên ba tháng? Để nó gọi là đọc biết nhiêu? 60. Bây giờ là và nhớ là xin mẹ cái đọc biết 60 này là đơn vị của nó. Trước đây nó chưa có dùng công thức MDRD ra là nó được dùng công thức thấp rớt là đơn vị của mình đơn vị phút. Ra là nếu mà dùng nghĩa định phút được nghĩa định phút đơn vị
người ta đã gian được tức là sư khi nó bỏ sư đi làm thầy. Nhưng ở bên này thì có hai nhân, một nhân là đạo dưới nhiêu nó người mà mặc phù thậm chí là gì phúc đơn gì thì ba thậm chí là khi mình tại cái đó cái này thì mình phải tính ra được cái đơn vị này muốn tính được thì sao còn dùng cái chân DRD tuy nhiên dùng cái chân DRD thì khi đi thi các bạn tính bằng máy tính không được các bạn hay lên gì mạng điện thoại đi thi nên phải sử dụng điện thoại đâu không thật ra là trong cái cuốn ly ông bị có một câu không đừng tính đó anh đừng tính đó anh gì đó thì có phải là bây giờ mình không tính được cái đó không có tính tính thì tính không có tính rõ được ra những cho phép nhưng các bạn phải tính được nét dung dao của các bạn di động và cảm xúc lên ví dụ như là đó là chỉ đi được Trung Quốc là 20 đến Trung Quốc tức là những là một phút năm dung dao đưa một cái ba thành viên di động lên ra những cho phép dùng đó nó sẽ không thích chắc gì mà không thích đây là đây và một nhánh thứ hai ở đây là gì còn làm ra gì sáu người thì bắt buộc phải cộng với bằng kiểu gì vậy thì thông thường các bạn đi lâm sàng bạn gặp những bệnh nhân trong hệ trong cái cổ bệnh này là dưới 60 trên 60 dưới 60 đúng không và cái cổ ở bệnh này nó mở rộng ra theo chuyên ngành ví dụ như là đái tháo đường thì kiếm thận dưới 60 các cậu thì chuẩn bị tiếp bên trên đó có đường vẫn vẫn điều trị tiếp tiếp sau đó là cộng đồng dưới 45 người ta không cho dùng các cổ viên nữa cái sau này người ta sẽ mở ra cái cổ ra để tiêm nhiễm trùng được chất độc luôn nếu tới 45 mình nhắm thì là độ lập dưới 60 thì không thể đâu nhưng mà đã dùng rồi thì được dùng tiếp dưới 45 nhắm thì tới 30 mới được bây giờ mình thuốc hay mình biết thêm mới kéo dài rồi cứ đây cắt ba mươi không mười nhận cái dài luôn đó mình mua hết tới 20 giờ tới 30 dưới 30 bắt đầu là chuyển qua bên gì bên thở nhưng bây giờ nó cắt tới 20 rồi các bạn thấy là nếu đáy có đường mà tổ lọc dưới khi bắt đầu lọc dưới 15 20 15 tới kéo bên đúng không mà mình tay chừng bị hổ trong đó cái mặt những trường hợp đó trước phía sau đó okay. Thì nếu mà tốc độ dưới 20 người ta đến với mình mà mình sẽ các bạn ước tính cho bạn là ví dụ như một năm ta giảm 8 năm ta giảm 8 thì mình căng để mình hỗ trước ha. Thì trong một ví dụ như là mình thấy là độ lọc trung bình mình như đang khám là trung bình là 80 đến 40 ha. Thì năm trước tại vì năm trước thấy 40 năm sau thấy còn 32 năm sau thấy còn 24 đúng không cái mình sẽ chăm cho tới lúc mà dưới 15 là một trước đó một trước thì khi bắt đầu được cổ đó thì mình biết là đường sau 6 năm tuần đó nó mới nhiều được trong cái đó được nó cũng khuyến cáo mổ sớm tại vì khi các bạn để càng muộn thì mặt nó sờ lên và sau này cái khó còn khó cái mặt tỉnh mặt khó lâu lắm ra từ từ mổ sớm đó thế thì khi ra ngoài các nhận của bạn thì nó càng được thì nó càng được nhưng mà nếu mà bên nếu mà gặp cái nội tiết có độ lọc giảm thì các bạn cắt cổ này ra trên rồi thứ nhất cái thứ hai là gì cả hai này muốn thành bệnh thì bắt buộc cái cổng tiêm gì đây là bệnh chính cổng tiêm gì mới thành bệnh ví dụ bội nhiễm thận hư phải học không là bệnh này bội chính muốn thành bệnh là sao thận hoặc nguyên nhân là gì cả hai thì phải nguyên nhân gì thì khi các bạn ở trường hợp này thì các bạn sẽ bắt buộc mặt phải chia phân độ theo gì ca đôi khi là 1, 2, 3, 4 bài gì 5 còn 3 chia làm là 3A và B cái này ca gì thì anh hai ngày calori cardio là 1, 2, 4 khác nhau nhưng mà cardio này thì giai đoạn 3 thì chia 3 và 2
dịch nó bệnh thận mạng cái đoạn ba a mình đang dùng khoa carotin cardio muốn phát xa cardio nó bệnh thận mạng cái đoạn ba mình đang dùng khoa carotin vì mình đang dùng khoa dịch tính đúng không chứ nói thì sao thì nó có gì cái này là nguyễn phát xa bài gì thì mẹ là một hai ba gì a b bài gì khi một số bạn bắt đầu đọc là suy thận mạng giai đoạn 5 dạ. Mình lấy cái này lấy bạn cái gì này là đi mình đi từ con đường phải đi từ con đường từ trên xuống dưới hay là lên dạ. Nếu cái này thì cho đây là này để là chúng ta rút để đây để lên được chưa thì theo một đường ta sẽ dùng những cái bậc sinh hoạt để ra thì dưới số 10 thì dùng đó câu nha khi thân bạn thì còn năm chắc là còn chi bạn chi bạn này chết bạn này có độ gì ở thân bạn đúng chưa rồi lưu ý thứ nhất trong cái bài này khi thì thông thường các bạn sẽ gặp cái phổ bệnh này là phổ bệnh dưới là lọt phiếu gì không số 10 cái đó khi lọt phiếu số 10 bạn phải có đạt được thì được thì tùy các bạn sẽ theo mình diễn cái gì đó ACD thì dưới góc người bạn hay gặp khổ này thì mình cái đó làm được ha nhưng mà trong tay mình phải nắm được cái vấn đề nhận đó thì mình phải không giai đoạn hơn chính xác chưa thứ nhất cái vậy thì cái vấn đề của nó là nằm ở ấu chốt là ba tháng này nó nằm ở đâu thì mình sẽ có hạn ba tháng này nó nằm ở đâu ở xử được không đó sử dụng vài ngày như nào đó thì bởi vì tiền sử các cái gì ra được đó tiền sử được như thế à thì giảm vật độ vật còn được bao nhiêu sắp tới bao lâu rồi cái dạ tháng sáu rồi là tôi nói 25 từ nay thì tôi 18 có trả lời gì không không có tiếp đúng không vậy thì mình làm tất cả trực tiếp để được giải thoát chứ đúng không để giải thoát chứ thì ta trong này bạn này có khai thác cái gì như này thôi qua còn tiền sử có à cách đây sau tháng được cảnh báo gì sinh thần này giai đoạn gì ba khi được mẹ có giai đoạn ba không đó khi mẹ có giai đoạn ba không không gì thì ta đặt câu hỏi dùng khi bạn hỏi sai cho nó là bệnh mẹ đúng không? Đó, thì bệnh này thì mẹ thì bạn nghĩ đó là ban thì có chừng biết ban thì ban gì a, bạn có ba gì a b còn bạn nói là ba không thì tôi kêu có chừng mà lấy lại cơ cấu bệnh mẹ lấy của ta gì gì thì cái ý đầu tiên là cái ba tháng này tới giai đoạn ba tháng này thì các bạn sẽ thứ nhất là tiền sử mà phải dựa vào tiền sử đúng không? Tiền sử thì mình phải dựa vào cái vấn đề người ta nhận đó. Cảnh báo trước đây tư tưởng được chưa? Cái này sau tháng thì nó ở phòng khám có viên thuốc được không à khi thận bên đó nó khác đúng không thì mình phải coi chỗ đó đúng hay sao đúng không thì cảnh đó thì mình thấy là ô tiếp của bệnh viện là hay nói là độ đau còn thật giảm thì lúc đó bệnh viện thấy cái nó sư mạng cho nên khỏi được chữa cho mạng ok được chưa thằng đó lâu chưa cái chuyện ba tháng chưa được chưa thì cái chuyện đó này là bệnh viện sư mạng cho ta thấy giờ mình phát hiện sự này thì sao giờ hỏi bệnh nhân đó đã được cung kiến gì hết câu chuyện lần đầu tiên câu chuyện cái bác sĩ cho bác ngủ mình sẽ làm sao không yếu tố mẹ được rồi nếu đây cũng đề thứ hai là đầu bạn sẽ khai thác thì thử gì và xử lý nguyên nhân để cái gì suy thận mạng hay gì đó suy thận gì đó thì cái bệnh lý bệnh nhân ví dụ như bạn khai thác tiền sử một bệnh nhân này bị đái tháo đường là 30 năm rồi đúng không mà người ta nói là ta điều trị gì đó mình nói là bây giờ 30 năm rồi thì mình sẽ
bao năm thì có tạo chứng kiến gì và chưa nhân thì mình đã khai thác được chứng kiến nhân, chứng kiến nhân để mình đưa ra, tức là mình đã là hoặc là đã được đó là khi một trường hợp bị đã có được dù có thì có được biết tốt hay không tốt thì sau 15 năm sau đó mình biết thở nhiều thế thì bắt đầu đó là chúng ta rồi sau đó sẽ bắt đầu suy thận nhiều thế thì mình đây cái thời điểm đó là có tạo những chứng thận rồi giờ đó đưa ra một lượng tập kiến thận rồi. Câu thứ hai là gì, mình sẽ dựa vào biểu hiện này thời gian đủ chưa, đủ biết chứng thận chưa. Nếu mình khai thác tăng huyết áp thì lúc đó là sao? Phải có đường thì thời gian cho tăng áp thì sao? Tăng áp thì sao? Tăng áp thì nó tổn thương thận là một trong bốn cơ quan chính là gì? Nắng huy nào? Đúng không? Thì mình coi những cơ quan chính thường thận là sau cùng trong bốn cơ quan chính đó, mình coi cái áp tổn thương với cơ quan chính chưa để kiểm soát hay không? Được chưa? Vậy thì một là thời gian này nếu đã có đường, hai ngay là chứng tự thì chứng đưa ra cảm ứng kiến thức rồi sau đó các bạn sẽ hỏi thêm là gì, mình sẽ khai thác thêm kiểu hiện tiền cái lâm thầy của sinh vật này thì khi các bạn hầu như kiểu kiến lâm thầy của nó thì xuất hiện khi độ lập dưới 10 này đã làm rồi, còn trước đó thì kiểu kiến rất vô hồ, rất vô hồ. Vậy thì có một cái hiện biểu kiến lâm sàng từ giai đoạn đầu, cái hiện từ giai đoạn sớm và nó tăng dần theo thời gian là tương quan với mức độ suy thận là gì? Là gì? Là gì? Ở các hàng nó đọc cái gì? Các bạn sẽ nhớ trong cái bài của thầy Sang trang 44 dòng thứ 10 có các bạn các bạn còn cuối cùng bạn thấy không, cuối cùng cái gì, còn cuối cùng đó là gì, là biểu hiện lâm sàng của một trường hợp đó. Thì còn cuối cùng này khi mà người ta trước đây là khi mà cái phổ của sinh vật này người ta nói là sẽ có những cái nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của những sinh vật cứ giữ thế đi, cùng trong cái rút ra được là bệnh nhân có loại đó thì tiêm gì loại đó, tiêm gì loại đó, cái gì từ đây, thì mình sẽ nhớ là số điều quý trong cái dụng cái biểu hiện các bạn nhất là trong cái lần một có thể xem là hai ba là gì, năm đây là gì, bốn, thì trong có thể là bắt đầu độ lọc dưới gì 40 là độ A cho xuống bắt đầu thực hiện chuyển biến gì? Móng. Và thứ móng này là tăng dần theo cái độ suy thận càng nặng, cứ càng nặng. Thì giai đoạn 2 thứ móng độ gì? Nhẹ. 3 là gì? Trung bình. 4 là gì? Nặng. Thì nếu như một trường hợp suy thận này cái gì tiếp hoặc là dưới 60 rồi, 60 rồi mà không có sự can thiệp hiện trạng thì thứ móng liên quan khi thận là giảm cholesterol thì nó sẽ tăng dần như thế này. Nếu bệnh nhân nó kèm thêm thứ máu thứ sắt, bệnh nhân đã được điều trị cholesterol thì nó hiện biến khác và cái này là chưa được điều trị cho hiện biến này. Và điều đó là từ 3B trở xuống, tức là khi độ lọc dưới 10, độ lọc dưới 10 thì nó sẽ xuất hiện những điều tiết của những cơ sàng của hội chứng u gây máu gì. Tăng cái là này tức là khi độ lọc dưới 10 bắt đầu nó độ lên thì hội chứng và giai đoạn 4 xuất hiện những cái biểu hiện này nó theo cái bệnh này thì các bạn nghĩ nó xuất hiện đột ngột hay nó tăng dần theo thời gian, thiếu máu đột ngột hay là thời gian tăng dần theo thời gian, tăng dần theo thời gian, thành ra là những cái biểu hiện này nó phải là mãn tính thì mới hiện chi thiếu máu đó là gì? Quý vị hiểu thiếu máu tăng đó là gì? Thì quý vị thấy là gì? Mà những biểu hiện này ví dụ như bệnh nhân nó bị xuất huyết cấp thì thiếu máu không trong trong cái gì lâm sàng của cái bệnh xuất huyết đúng không? Xuất huyết là do cái
đi qua trên cấp biểu hiện cấp tính cấp thì không lấy biểu hiện này chia cho đoạn mà biểu hiện này để mình nhận định là cấp. Đây cái thì một trong những cái của thai là từ đầu cho tới phần khám tổng quát không xuất hiện cái máu nằm ở đâu cả, chỉ phát hiện ngang cái máu ngang là gì ông kẹt thấy có gì da xanh đi chợ cái xuống dưới mình xác định là gì còn những gì rồi mình nhìn xuống một số năm không có máu luôn. Cái này có thiếu máu. Cái gì? Không có thiếu máu thì liệu có hết gì? Biểu hiện có chuyện thiếu máu này có gì? Thiếu mạng chưa? Hay là đã được điều trị gì thiếu máu chứ đó được chưa? Vậy thì những cái việc này là sao? Vậy thì những tình lý khác các bạn nên nhớ là phần thiếu máu mình kết cũng có được cái công tác phải là hội chứng. Câu công tác phải của mình là gì? Hội chứng thiếu máu gì? Mạng hay cấp? Mạng cũng chia đó đúng không? Mạng và để mình ước tính cái nghe đó này liên quan đến máu thì nó thêm gì bức rõ đúng không? Hay chấm, hay chấm thì có cần cái gì là da xanh nên nhờ tan mất đó gì đó cũng có kèm cái điều đấy đi thì nó mới mô tả được cái gì máu. Thì cái hay chấm này phần phía sau mình có thể hiện được ba phần là một là gì máu, cái là gì thứ ba là gì bức rõ đúng không? Mình giải thích được cái câu này mà mình ghi là da xanh thêm nhờ thì tay thì mình sang tay hết đúng không? Nếu cái mạng của tổ hai cái này nó sẽ nằm ở phần gì thì mình được thấy da xanh đặc biệt thì nó có điều kiện cái gì không được chưa? Rồi nó liên quan đến mức độ gắn sức thế nào đến chia đoạn tức là tăng dần giới hạn gắn sức nó thế nào đến chia đoạn được chưa? Thì như vậy nhớ là phần tiền sử thiếu này thứ nhất không kết luận là hội chứng thiếu máu tăng của mẹ. Đây Thank you.
trong cái vấn đề đó thì lúc ở nhà mình cũng rất là suy thận mạng giai đoạn gì đó, ta vô viện cũng rất là suy thận mạng giai đoạn gì đó, thì nó không có sự khác biệt đúng không? Vậy thì câu hỏi là mình phải trả lời được không trong trường hợp này là ở nhà cũng rất suy mạng giai đoạn, ta cho đó được thứ hai đi, vô viện cũng rất suy mạng giai đoạn, cho đó được thứ hai, thì đồng nghĩa là nó không khác biệt. Thì câu hỏi là con không đặt ra là tại sao vô viện. Vậy thì cái lý do đồng viện nó phải được cái gì ở trong trường hợp này được chưa? Thì câu hỏi là tại sao vô viện thì phải trả lời là nó hỏi là tại sao vô viện. Vô viện là gì cái gì? Thì mình phải trả lời ví dụ như này, tự nhiên là có bệnh biểu hiện gì? Nó hỏi đúng không? Thế thì nó hỏi này, nó hỏi một là bệnh đường tiêu hóa, nó hỏi không? Đó, tự nhiên là bị đường tiêu hóa ở gan ổn gì đó, thì bị viêm dạ dày trên cái nền xương mạc, đúng không? Ví dụ như chịu nói dạ dày đi, dạ dày đi, rồi tiêu hóa đi. Và thứ hai là tôi thì cái gì tôi quá thì rất là nhiều nhất. Rồi cái thứ hai tôi quá liên quan đến gì hội chứng gì về mọi tăng đó đúng không? Có chứ tăng này nó bị khắp đúng không? Nó xuất hiện mà đúng không? Khắp thì nó hướng đến cho mình là gì? Đợt khắp thì liệu cái này là đợt khắp, ví dụ đợt khắp thì đợt khắp là gì? Ví dụ này khắp cấp thì mình sẽ đưa lên mình thì cũng đó là gì? Là cấp không? Chưa? Rồi, đi đợt cấp thì nó sẽ có nhiều thứ chứ không phải là một cái này không? Thôi mình đã làm sàng thì đợt cấp là gì? Tôi ví dụ một bệnh nhân cầu lọc 40 đang bị tiến dậy bình thường, đi tiểu bình thường, sinh hoạt bình thường, cái tự nhiên nó giảm xuống còn cao này là như vậy. Thì khi độ là đang lúc này 40 thì tiểu đường sẽ giảm còn có 4, thì rất là phát triển cả thì tiểu bình thường được không? Có giảm bình thường được không? Không, còn giảm thấp là sẽ có thời gian sẽ sao? À, lâu ngày mình sẽ thấy là trong việc như này, cái này sẽ cần giảm xuống, thì ta sẽ tìm triệu chứng của cái độ là nó giảm xuống này, cái ta nhập viện. Thì cái đồ lọc nó giảm xuống, cái xét nghiệm ngoài lâm sàng là lâm sàng lý do nó nhập viện đúng không? Thì hiện khi đồ lọc giảm xuống này thì bố mẹ ta đi tiểu đường tiểu bất bắt đầu sao? Tiểu bất lâm sàng tiểu bất là phù sẽ sao? Phù sẽ tăng lên đúng không? Tăng lên rồi xuất hiện tứ là những cái độc nó có ure ví dụ thế, và những cái độc khác thì những cái độc nó làm cho biểu hiện những nhóm chất tăng lên là biểu hiện tăng sàn của những cơ quan được chưa? Vậy thì xuất hiện biểu hiện của hội chứng u rê móng tay cấp chưa? Rồi thì nếu mình làm cận tăng sàn thì mình sẽ thấy là nếu mình có kết quả u rê thì chúng ta cũng thấy là u rê nó sẽ đấy về đây là hai cái này là sẽ tăng lên so với trước đúng không? Và có biểu hiện tăng từ ra khi mà chúng ta vậy thì đây là thời điểm ta vô viện được rút máu xét nghiệm, sau bệnh viện rút máu xét nghiệm cái nó ra là cái uri chúng ta nó ra cầu lọc màu đỏ màu phổ đó không màu phổ, thì sau khi vô viện thế này thì cái phần phía sau này là đường điều trị đường điều trị cho tới ngày hàng khác thì phần này gọi là diễn tiến gì phần phòng nghe cái này là hiện tại. Thì thường nó sẽ bị tiến là đáp ứng điều trị trở về cơn cửa phụ có thể thấp hơn, có thể thấp hơn, một số trường hợp nó sẽ đi theo không đáp ứng điều trị thì nó sẽ xảy ra nhiều trường hợp sau khi vấn đề này thì thông thường nó sẽ hồi phục thế thì cái này nó giảm xuống cái này thì gọi là cấp, và một biểu hiện nữa gọi là giảm như thế và nặng nề hơn lúc đó ngày xưa thì gọi là suy thận cấp. Cái biểu hiện này nó có hai cái, một là thận cấp, thứ hai là gì? Suy thận cấp. Thì khi nào thì nó thận cấp
thì khi các bạn sau này các bạn ra trường bạn làm phòng cấp cứu các bạn thấy đó là thi thần cấp giai đoạn thiếu hiệu rồi thì ra thi thần xấu bệnh nhân sẽ chỉ là một thứ còn thần cấp thì ra thi thần xấu thi cấp là và cả hai đó đều là giảm độ lỏng so với trước không thì khi các bạn làm phân ra nếu như không thường sau khi mình có thần cấp thì mình sẽ phải khả lời có là yếu tố thần cấp là gì thường là khai thác được ghi vào yếu tố thần cấp đó là gì ví dụ bệnh nhân đó là trước khi phụ thì bất thì mấy ngày trước khi tao thì bị buồn nôn quá chưa thì đi tiểu bình thường nhưng mà ăn uống kém sau đó xong cái hai ngày sau cũng thì phụ thì bất chưa phụ thì bất vậy thì là mình phải đồng cảm thì à thì coi chừng yếu tố thần cấp là nguyên nhân gây ra buồn nôn thì mất nước thì lúc đó mình nhận ra cái câu hỏi cách là gì là liên quan đến nguyên nhân là một cái buồn nôn quá nhiều chi chạy nhẹ gì đó nhưng một trường hợp khác bệnh nhân đó là hai ngày trước đó cái chi chạy hồ hè mất nước cái bác cũng cứ luôn khát nước nhiều nhận được thở được gì nhận được cái gì đó thì cái huyết áp tụt xuống là cái là yếu tố nó quá nặng nề đi lúc đó mình không nhận ra được cách không nhận ra được là gì suy thận cấp thì yếu tố của các bệnh này là thận cấp yếu tố không rõ cái gì nhẹ thì nó là gì cái thứ hai là cái quá trình mà bạn ghi là chỉ cái trường hợp thì nếu nó theo con đường này tức là sau khi nhập viện xong bệnh nhân này không có đáp ứng điều trị tiểu tất ngày hết vô thì mình kéo dài luôn thì cái bất là cái mình luôn là có luôn là gì suy thận cấp bệnh nhân thì có hai cái một yếu tố khác hai là những cái bất lợi sau khi nhập viện điều trị dịch chỉ tiếp phòng mình nói đó là lúc vô là điều hết mà điều trị là càng ngày càng vô điều luôn thì ta sẽ mở xin cấp tuy nhiên hai cái này về sau này thì nó gọi là gọi chung là một bổ bổ và một cái định nghĩa mà ta đời là bổ chung này là gì tổn thương thần kinh thì nếu mình sẽ nói là cấp thì cấp đó là cấp thì chung chung thì nó xin là cấp thì nó chia là xin cấp giai đoạn nào kiểu vô tiểu đa tiểu và cùng nhưng là gì thì nếu hai cổ này nằm chung lại thì nó cổ tự lẫn cấp thì nó sẽ phân độ cho bạn phân độ cho cấp ví dụ là phân độ cho cardio phân độ cho lipo gì thì mà nếu các bạn chưa học cái đó bạn thì các bạn có thể bắt cái này là cấp thì cấp là cái khi qua điểm mới là mình là cổ thương cấp hai cái đường tức là cổ độc tự giảm xuống là trước nhưng mà đó là sự lẫn cấp trước đây thì cái mức độ của nó nặng cái độ nó nặng cái mạng của độ mới rồi cái gì bệnh nhân này có đau bói rồi sau đó còn biểu hiện gì khác của một cái đợt cắt không phù trên hơn thì phù chân này là sẽ kiện ví dụ đau bói phù tiểu bạch phù vậy thứ hai là vừa tiểu bạch vừa phù đau bói luôn hay đau cắt thì đau bói mất nước tiểu bạch cắt thì mình tiểu bạch phù vậy thứ hai là nguyên nhân là khi đợt cắt biết thành ra là cái lo mối này là sẽ bị đồng thời bị tiểu bạch phù luôn cho nên cái tiểu bạch phù nhỏ nhất lo mối luôn là cái chuyện đồng hợp nhau thì có chuyện nguyên nhân cái nguyên nhân là cái nguyên nhân khác và cái lo mối là gì thì không có phần chỉ còn ở thử này không phải như thế này là vượt lại bằng gì là sợ vì ba ngày bệnh nhân cảm thấy buồn nôn nó có tất cả các cam hoặc rõ đường không phải lần mà nhân không phải không sốt đi tiểu quay đắp lần không có đường không có kém cái này mình mô tả thì cũng là không biết là nó phải chuyện gì cùng đồng thời nó có chuyện trước đúng không thì trong đầu mình phải thổi kỹ lên là nó thì là ví dụ bệnh nhân đó là cái ngày đó thì tiểu lần bù lên kèm nó buồn nôn quá hay một điểm thì nó làm chuyện chung chứ không sai mà nó hiện trước là nguyên nhân chưa cái bệnh sử này chưa thì bạn chưa có hỏi vấn đề đâu ha rồi giai đoạn đã nói rồi chưa nguyên nhân các em nghiên mấy nguyên nhân tiền tử có mấy nguyên nhân
trở được đến 2 cái năm và ta bắt cái năm và năm khi câu hỏi là đã được 5 năm đã được kiểm soát sự biến số và đã được 5 năm kiểm soát sự biến không số nó giống như thế này. Tình huống thứ hai là đã có được 5 năm trước phát hiện là gì, đã thấy là tôi đi khám sức khỏe mỗi năm và xét nghiệm kiểm tra sức khỏe năm trước phát hiện cái đầu được dùng thuốc thì chọn thuốc. Gần thứ hai hỏi đã được phát hiện bao lâu về 5 năm phải phát hiện được cái 5 năm trước tôi đi làm cái kê cái bắt đầu biết tôi không có làm giờ tôi không làm tôi đi khám phát hiện ra không được hay cái đó chứ không khác các hiện là giai đoạn gì đầu và các hiện là đã gì biến chứng là cái gì đó đó là gì rồi đây câu hỏi là tam giác này nó là gì đó, thì không tôi thấy các bạn là trong bài này các bạn rất là khó khăn trong cái vấn đề là đó là gì phân biệt là gì? Không có nghi ngờ cũng phân biệt, đúng không? Thì trong này nó phân biệt là gì? Tại sao vô việc? Hỏi mẹ nó là gì? Là cấp, đúng không? Vô việc thì chẳng nói là cấp. Thì có phân biệt xin cấp không? Có tình điều kiện này thấy là đáp ứng tốt gì đó, không cần phân biệt, không bỏ qua. Câu trả lời chúng ta là yếu tố cấp là cấp là gì? Đúng không? Nếu cùng được câu hỏi trước đó, câu hỏi. Mất nước câu hỏi này do gì duyên là gì để là gì gì đó bạn không tiện của bạn chưa mà cái đáp phía sau không tiện nguyên nhân đâu có rồi còn nếu mà bạn đó là nó diễn đạt một lọ tiểu ít phù gì đó thì nó nằm luôn trong tầng cấp này thì bỏ một ra không biết cái đó không cấp không biết còn nếu như bạn nó nói trước thì bạn có thể nguyên nhân đi không hỏi chưa thì không tiện khi đồng mạng nếu đạt được cảnh báo trước đó rồi mình chắc chắn thì không có chuyện nhưng khi đi khám bệnh nhân này mình thấy là vị trí không chắc chắn cảnh báo không chắc chắn có một lần cảnh báo thôi ở tháng trước hay nhiều lần khác nhau đúng không bây giờ đi chơi khám bệnh nhân này không thiếu máu cũng có chừng đợt trước nó cắt cái sao đồng mạng đúng không vì mình đặt vấn đề này là khi đồng mạng chưa hay là cái khác còn nếu như tiền sử đã cho nó khẳng định bệnh nhân này mẹ nhiều lần rồi đó thì không còn có việc nữa. Ở chỗ này mình băn khoăn liệu có thể có việc gì không? Chứ tôi thí dụ một bệnh nhân thì đã có được thì kiếm thế này, còn hai đấy còn một cái, ông thường cái đưa đó ngày xưa ta chia theo cái từ cổ điển ta chia suy thận mẹ rồi, cái này là cũ khác rồi còn 960 đó, 960 thì ngày xưa cái mô hình này nó là vị này từ cái đầu vị này kiểm soát đường huyết tốt không tốt tùy theo thời điểm thì cũng biết kiếm thận là cái đoạn đầu là chịu đạm đi như thế thời gian sau bắt đầu đạm nhiều hơn chịu đạm gì lại thế để suy thận đó là kiểm tiến theo mô hình cổ điển ta nghĩ thế nhưng mà sau này một nghiên cứu sau này ta thấy là nó không cần theo cái mô hình này nó đi 50-50 thì cái ví dụ bệnh nhân này đã không được nó đang ở giai đoạn này điều nằm này điều nằm này nó mất đạm nếu như đạm nó mất nhiều quá ví dụ trên 3 gram trên 24 giờ cộng với đạm máu vàng cộng với phù cộng cái kia thì lúc đó mình sẽ cảm thấy là gì hội chứng thận hư dưới mắt tiểu dưới 3 gram phù nhẹ nhẹ thì cái đó là gì đáng được cái này biến tiếp thận giai đoạn gì biểu đạt thì nếu nó đặt nó nằm ở chỗ này 6 tháng trước
nằm ở vị trí này, nó kêu đạm nhiều, chuyện đó nó gì, nó phù lên tiểu ích, đúng không? Nó đạm nhiều phù tiểu ích, bị hồi chấn thương đó, nó nhập điện đỉnh lòng, điều trị, được chưa? Mà chưa dập là còn thật. Điều đó là gì? Năm thì nó là bền, tự hèn. Cái động tan, thì trong cái đợt nó phù lên tiểu ích vậy đó, thì tất cả các chức năng thận nó sẽ sao? Giảm xuống. Dầm xuống nghiêng và sau đó nó ngắt, sau đó sẽ xong. Hồi buộc cho lên, buộc cho lên. À, nhiều khi bác sĩ đó ta dựa vào cái kết quả xét nghiệm ngay thời điểm đó, ta chia cho đó thì nó sai đi, đúng không? Thì mình nghi ngờ thì nó lại là à, trên thời gian này triệu chứng sinh hoạt hàng chưa có thì tự ra triệu chứng hàng chưa có. Và hệ thống chiếu nhận diện đặc liệu vấn đề như này đang nằm ở đây không? Chưa giải quyết không? Cho chúng ta đưa cái hệ thống gì? Phân biệt là ví dụ như phân biệt này buồn nhiều dịch cũng rất là hộ chiếc thương hương là hiểu đạt hộ cái tỉnh phân biệt thì nó cũng trọng buồn thôi chứ ra cái lần này mình nghe buồn nhẹ nhẹ gì đó thì có thể là nó biết điểm đạt chiếc mặt ra ha. Đó là mình có phân biệt với mình. Còn nếu như tiền sử là phân định chắc chắn có xét nghiệm rồi nhiều lần tiền sử á có xét nghiệm có chẳng nói rõ ràng gì đó nhiều lần thì bạn không được kiểm tra giai đoạn thì không phân biệt, thì mình biết đến thôi, chỉ cho đoạn sản thôi. Nguyên nhân thì mình phải chừng mình phân biệt. Tôi ví dụ bệnh nhân này có nguyên nhân là đã có đường, đúng không? Là gì tăng gì? Nhưng mà câu hỏi đầu tiên ta đáp này là vô can hay là gì? Tính phát sao gì? Đúng không? Đáp có đường thì tính chính phần nó gây ra sao áp không? Có, đúng không? Thì cơ mặt tăng đúng không? Rồi ta hỏi là ta bác này chứ không hạn ta có được đưa lên sinh thần mẹ chứ không hạn ta bác không? Có không? Có đúng không? Thì nhìn đặt câu hỏi là ta bác này nó là vô căn chứ bác nó khác làm gì? Nó không bị tăng bác được chưa? Rất nhiều chỗ phân biệt, rất nhiều chỗ phân biệt mình đặt cái hàng biết cho rõ cho nó còn không biết thì thôi bỏ qua luôn có luôn nó dù cái gì có cái phương tiện chứ đừng có lấy gì thì nó sẽ làm hạn vậy đó. Tuy nhiên yêu cầu mình cấp cũng có phù bỏ tắt tất cả những yêu cầu mình cấp không sao thì mà nó em gọi yêu cầu mình cấp vậy mà sau kia là rất là hay là gì để làm phần người ta đề nghị người ta phải làm sao cái câu mà cái gì mình nhất thiết tình này thì vì mình thấy có phù bỏ tắt tất cả những yêu cầu mình cấp không. Thế thì mình làm thế thì mình đặt vấn đề là ca này suy thận phát chưa chứ tốt mình nghĩ suy thận mạng là gì ở tuy nhiên kéo dài rồi đặt cái gì chuyển tiến suy thận đã được giải pháp trước đó đúng không khẳng định hiện tại cái chuyển tiến phù hợp giải pháp luôn để có việc chưa à bây giờ bệnh tuy nhiên này chưa kéo dài có nhà người nhập viện đó mà không rõ cái chuyện đó mình nghe là bệnh mạng suy thận gì mình cũng chưa rõ có cái giấy tờ mà có xét nghiệm biết rồi mình thấy là bệnh nhân chưa kéo dài hiện tại chưa triệu chứng tim mạch hạn chưa rõ ràng thì mình đặt vấn đề câu hỏi là nó có gì chưa hay là nó đang gì thì không không biết rồi không tức là gì mình đứng bên cạnh đó thì có gì băn khoăn thì mình thì hồi nãy mình đưa ra cái tiêu chí để cho nó là gì rồi còn cần giải thêm gì nếu bắt thì trở lại không thì còn nếu không có tiền thì đã chỉ là tiền thôi chứ rồi phần mình nói này thứ nhất là một số bạn hay sẽ dạng là gì dạng là số điều của chúng nó là sao đây dạng dụ như là tin thật là tác sự mẹ rửa mặt thì nó gì nếu mà đi là phổ hơn là cắt được cái nhân phẩm cắt được gì ha khi không từ cắt thì mẹ người ta sẽ cái gì khi mẹ cho làm gì khi mẹ cho ta cái đá thì ta á đầu ta cái gì đấy phòng cắt được thứ hai luôn chứ mình càng nhắc vậy đó tập không nghe bắt vợ nghe cái gì cả đánh đạn tao bỏ thì con đẹp là khách khi mà cái giai đoạn máy
do cái này cũng nhiều nó được câu là nó nằm trên một đường cao ba xe như vậy. Ví dụ như là nó là các nhà nó làm sạch thì anh sạch thì nó cũng chính sạch nhà nó giá trị cao hơn không. Tương tự tình yêu câu cái câu này là mình làm tốt giá trị cho nó đi là người ta sẽ nói là câu này nó sẽ không có liên quan đúng không. Thì tình yêu nghĩ là ghi là xin đồng bạn xem tham cá đi xin đi xem đã có lựa đi đúng không. Thứ hai cái xem nó không làm xem thì mình cái người ta nói là mình không biết liên quan bởi là tá ác liên quan này đâu có không. Đó, anh này đưa ra này, anh này đưa ra này đúng không chưa. Rồi mình không biết nó có liên quan thì đâu phải xẹt về mình không có bài mình không bị vững cái kiến thức vấn đề có liên quan không mình cứ xẹt về chiều đáp được đưa ra đâu đúng không. Ví dụ như là đáp được đưa này này đưa này thì là cái đó là chi mẹ cái đầu chi cho cái này là này là cái xe đúng không. Rồi anh này bị trước này bị trước mình nói à vậy anh này đưa ra này này đưa này thì nó xin mẹ cái đầu cho ta bắt cộng đáp được ta tự là hai nguyên nhân một riêng đó khác không khác chứ cả là nguyên nhân cả là hậu quả nó là quý cho cái câu đó được hiểu luôn để thể hiện kiến thức này hạn chế gì nhớ lại là cái này càng xem thì càng bất giác càng bất giác càng quá nó xem rồi cái là gì cái trong phần thì nói này các bạn đây là gì kiến chứ khẩu hứng là gì tất cả nào đưa ra bước kiến đó đúng không. Khi mẹ, cho nên mẹ ta nói là chỉ biết cái biến chế khi mẹ nè ta nói là chỉ biết cái biến chế đó thứ ba là chỉ là biến chế hội chứng thì có tăng là chuyển biến bên trên 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 chuyển biến để hiện trong cái đó biết kiếm gì đúng không đồng nghĩa nó được đưa ra mặt tiền không. Còn những anh kia nằm ẩn trong gì trên tầng mẹ đúng không. Vậy thì cái thằng ở ẩn trong trên mẹ nó sẽ kiếm lại thằng kia tại sao đưa kia mặt tiền có gương như thế phù lên thì mới biết chết rồi. Các bạn lưu ý anh này là gì chịu chứ còn anh này là gì chịu chứ vậy thì những anh này đều là triệu chứng hết. Tuy nhiên nếu như những anh này mà nó nặng lên đe dọa tới mạng bệnh nhân thì làm gì tăng huyết áp là triệu chứng nhưng mà tăng huyết áp kháng trị là triệu chứng thiếu máu là triệu chứng mà thiếu máu gì nặng là triệu chứng còn chứng đó tăng là biểu hiện bất thường nhiều buồn đau quá biểu hiện nằm trong đó thần kinh biểu hiện bằng chứng tăng phải chỉ là máu dịch cấp cứu triệu chứng ví dụ như bệnh nhân có viêm màng não tim bệnh nhân có viêm trung ương bệnh nhân có chảy máu nặng cái dường thế đó là triệu chứng. Phù là triệu chứng phù gây kẹt dịch ra màng siêu hấp sẽ thành gì triệu chứng được chưa. Vậy thì đồng nghĩa khi đã cho nó biến chứng thì chúng giúp triệu chứng nó này biến chứng thiếu máu chúng giúp phải triệu chứng chưa ngứa da là triệu chứng hay biến chứng
cửa nhiều gãy chóc ra cho được chưa? Đã lưu ý cái mình rất hay hậu hứng cho cái chuyện này. Thank you.
Trung học biết gì nói tiếp thôi. Càng thì sao càng khó. Thấy lớp này nhiều người mới có đen hết ta. Lớp này mới có đen hết mà. Có dấu máy có đen ha. Đây nhiều áo đen, nhiều áo đen đi. Áo đen là chúng con đứng lên đi. Thường
thì công thức máu đầu tiên các bạn thấy là nếu mà AB thì nãy cho các bạn hẹn thì tổng huyết máu bắt đầu gì trung bình đến nặng, tùy theo dân mình biết trung bình nặng, mà ở đây thì huyết máu bắt đầu gì huyết máu không? Ví dụ thế thì câu hỏi là bởi vì này đã được điều trị trước chưa, có truyền máu gần đây không, thì tiền sử mình mới nói có được truyền chúng tàu máu không, ví dụ thế. Còn nếu không có thì có chừng không, chừng mình nhận đó thì sai rồi, chừng mình nói sai rồi. Thì cái dạng cái thứ hai mình phải chú ý là công dạng chú máu của cái tầm mẹ là cái máu dạng gì, sao là bạn cho nó các bạn phải ghi cái nắp ca bào này, đây là cái gì này có không thấy đâu hết đúng không. Rồi mình sẽ lưu ý trong công thức máu là gì nữa. Ví dụ như bệnh nhân cái sinh thật mẹ cái đợt đó ăn chút sắt thì chút sắt thì nó là sinh ra một lọ còn nhỏ vậy chút sắt, cái lần sau thì ăn cái loại khác chút về miền Nam thành ra một lọ còn gì học sắt có thể vô hai đứa yếm to nhỏ sẽ có một lần thành gì ăn ba người lùn người cao thành ba còn u nhiều thành gì ăn sắt trả lời là sẽ tăng vào đúng không, có xảy ra trường hợp đó. Vậy thì những trường hợp đó hồng cầu nó to nhỏ không đều thế thì khi nào mình nghi ngờ à, thì mình nhìn trong cái mắt cái một chỉ số gì hay là thì mình phải ghi chỉ số nó vô để mình nhận định thế. Nếu mà chỉ số rất là cao dựng lên thì có chừng là hồng cầu của bố cầu nó rộng quá thì có chừng hồng cầu có nhóm điều này thì mình coi chừng có chính sách thì mình không đề nghị được chưa. Thì câu hỏi cho bệnh nhân này là thấy không thiếu máu mà không có giải thích được thì có chừng chưa thích thật mà nó hướng về cái mục tiêu cái chẩn đoán sau là biến chứng nó chưa suy nó chưa đạt cơ thể ví dụ thì trong trường hợp này mình có thử đạt thái độ thì mình sẽ điều trị nhiều hơn. Thì ví dụ như bệnh nhân này là giai đoạn cái đại thể thì mình vô nó biến chứng suy thận cấp biến chứng suy thận cấp chưa, thì lúc đó mình nghe cái cấp này cấp của con là bộ mẹ chưa. Rồi bạn này mình lấy luôn 7.73 chia ra đoạn 3B cho nó sai là cấp nó thấp hơn 7 đây bệnh nhân là chính cũng xuống này cái công thức máu này cũng không phù hợp ra cho bệnh nhân này là tôi nghĩ nếu có suy thận thì nó là nhẹ cái thuốc người được tiêm thuốc máu và cái đầu độc là nó giảm thì ví dụ bệnh nhân là đầu độc 50 thì nó tiêm thuốc máu đúng không, thì chỉ không phải là giai đoạn một đó và cái đầu độc giảm là liên quan đến cái gì, những trường hợp đó mình tiêm được nhưng tốt hơn thì mình nói ba b là phải điều trị gì hai cái thận còn thì cái đó các bạn tiêm được thì mình dựa vào đó ví dụ mình không chắc chắn mình nghĩ là những là cấp mình sẽ theo dõi thời gian của mình nhé. Thì trong đó thường là sau cái cấp này thường là khi mình điều trị xong thì nó sẽ xong giảm xuống thì mình xét nghiệm xong thế này thì trong cái bệnh nhân này công thức máu là kết quả này là chưa phù hợp trình đó và mà các bạn chúng ta làm bằng lấy luôn đầu là một lần của một thời điểm có cấp chia đơn vị này nó là sai được chưa. Rồi, thì coi bệnh nhân này uống chưa hay là gì thì có thể mình chịu xung quanh thì coi sẽ tức tập cách làm cái hành quả thế này. Đề nghị thêm tức là mình tìm kiếm trải nghiệm về chỗ thiết đằng sau điều luôn. Thì cho bệnh nhân này cuối cùng cũng nghĩ cách chưa có thiết đằng sau, nhưng mà nó phải xin đằng giai đoạn khi làm đại thể vô thì xin đằng tức là nếu cái này thì mình nhận ra là nhân này chưa chịu đạt dưới mức thận hơi chịu đạt dưới mức thận hơi chịu đạt tại thì thận hơi có thể nó vô cái đợt cặp chứ chứ sự thấp ra là cái này một cách là chưa dù cái siêu âm cho bệnh nhân này là nó sẽ bỏ tốt to với hàng tế bào bỏ rõ đúng không, còn nếu mà mình siêu âm lên rồi thận nó đã teo rồi thì bỏ nó mất thật ra mình sẽ điều đường mình đề nghị cái này tôi thích quan tâm nè anh đợi không ví dụ tình tôi có một cái điều luật đó tôi chỉ cấp để làm bạn vào giai đoạn này điều luật
được lượng tình nó sẽ tùy mình nhận định thôi, nhưng mà trên thần tôi thấy căn này nó chưa rộng. Biết đâu là đợt trước bệnh nhân cũng là giai đoạn chúng ta lại để một cái đợt cấp nó giảm gì, nó làm bộ lọc là nó giảm xuống cái mức mà bởi từ này cái đợt 3 đợt 3 là mấy ở từ này đợt 3 từ mấy tháng 30 đến mấy 59 đúng không? 30 đến 9 thì trong đó có gồm 2 đoạn là 3A3D cũng là còn thêm nếu mà theo cái đường mạng cũ được 2 đoạn nữa là trên 60 cái là có gì có thiếu máu chưa thiếu máu ví dụ là 3 mà nó lọt cho 50 mấy đó thiếu máu hiểu không? 3 là 30 đến 60 sao 59 mà à, lúc đó tổng lọc là 55 nó chưa thiếu máu thiếu 40 thiếu máu đúng không? Thì nhiều khi ta chẳng nói không đúng mà mình nghe là tiên thần mạng thành gì? Khi nghe bệnh thần mạng thành gì? Tiên thần mạng người dẫn thì sai đi. Ba cũng phù hợp, ba cũng giải thích được tiên thần mạng. Chưa thiếu máu. Cốc, đợt cấp và đồ lọc nó giảm xuống. Hai nhiên gặp này đồ lọc nó giảm xuống 7. Cấp thì nó sẽ sao? Ngoài buộc, thành ra bữa nay mình đã được một đợt ngang. Không phải tiên thần mạng. Nhưng mà thôi, thì các bạn thấy chuyện người thêm thì các bạn thiếu được siêu âm. Thì gì đó thể hiện và phần điều trị mình sẽ lưu ý không phải nhưng mà đã từng rồi có một bệnh đại nhé với tiêu thần này nó có hai phần là tiêu thần hạng một tiêu thần hai là một và tiêu thần hai là bị vừa được đang điều trị cho nên lý mà nó không có à, trong phần điều trị này nó có bốn mục tiêu mà thường mình sẽ là ba cái một hai một là điều trị nguyên nhân đó nguyên nhân này là nguyên nhân của bệnh này có sự khác biệt là nguyên nhân của đợt cấp ví dụ bệnh nhân đó tuy thần mạng một bệnh thần mạng cho đá đường tiếp hai thì phần này là điều trị gì đó đường điều trị gì kiểm soát đường huyết đưa ra mục tiêu như thế nào giải đạt nó như thế nào được chưa? Vậy mình cho nó nguyên nhân thì xem xét còn nguyên nhân còn điều trị không chưa đó mục tiêu được chưa? Dù bệnh nhân là chứ từ mạng bệnh mạng cho đó từ thứ hai cộng tăng huyết áp thì mình sẽ có áp viên gan và đưa hai mục tiêu là từ mà tăng huyết áp thì đạt thì vượt đưa ra được chưa? Cái thứ hai là điều trị triệu chứng biến chứng thì nếu như có biến chứng nặng thì đưa này lên trên dù gì nó là biến chứng khó nặng đưa lên trên thì không biến chứng mà chứng khó tăng thì lên trung ương thì đưa lên trên thì nó khó cấp cứu được chưa thì phải biến biến chứng trong này giai đoạn sớm là nó lòng luôn và cái phần là yếu tố thiên thần thiên điện thiên thần thiên điện tại vì cái yếu tố thiên thần thiên điện này tâm điện này lắm thì trùng qua này ví dụ như có rồi tiết máu có tăng huyết áp để có tiết điện thì nó trùng qua trùng lại người ta sẽ nhập vô đây luôn nhận định thì yếu tố thần kinh là gì khi trùng lập dưới 60 rồi thì tốc độ của nó lên đến dưới 15 là 10 năm thì tôi làm sao cho nó sự kiểm soát yếu tố này để cho nó kéo dài thành 20 năm thì là yếu tố tiết điện này vì phải xác định được ví dụ như là tăng huyết áp này rồi tiết máu này nhiễm đạm này nói xấu ví dụ như là gì thuốc lá rượu cà phê hay điều thế thì mình can thiệp thì những trường hợp đó là những trường hợp bệnh nhân chưa lọc máu phải đặc biệt chú trọng cái này để kéo dài được okay. Còn cái xác định được nhiều khi các bạn không có biết bệnh nhân đó là có thuốc đó hay không hay là có gì không thì mình ở trên phải hỏi tiền sử để mình giúp người can thiệp được được chưa này và chỗ này các bạn sẽ đưa ra mục tiêu ví dụ như huyết áp gì đó đưa mục tiêu và phần thứ ba là điều trị hai cái phần thì các bạn thấy và coi bệnh nhân có điều trị hoặc không có hai nhánh là một là gì cấp cứu chỉ định gì hay là gì định kỳ ha trả lời bệnh nhân này cần tầm hỏi kỳ sao và có cấp cứu thì là gì chưa trả lời đúng rồi thì trong này mình sẽ đưa mục tiêu ví dụ như là cái này gặp nhất là tăng huyết
đúng không? Cái này là giấy chịu uống nước là gì? Phụ uống bằng nước đi ra tăng các cái chất tăng các phụ hiệu ứng đúng không? Cái gì nữa? Tăng các phụ hiệu ứng thể là ổn viên máu thấp gì đó, ví dụ thế kèm thêm những thuốc khác liên quan đến phụ á thì nhiều cái liên quan đến khó như thế này thì không phải đưa một tiêu phụ mà trong cái nước này đưa một tiêu khác. Nhưng trong hội chứng thận hư cái lúc này đưa một tiêu tạo phụ thận khác khác nha. Nhiều bạn đưa mục tiêu giảm phụ cho bệnh nhân sinh đồng mạng thì lưu ý những trường hợp bệnh nhân sinh đồng mạng mà khó định kỳ và không hiểu được thì sao giảm phụ được trong điều kiện không sắp đúng không? Đúng không? Nói gì sinh mạng thì cái lúc này nó chỉ là tiêu khác thôi, đưa các mục tiêu là không chịu. Ví dụ bệnh nhân này chưa làm máu thì dựa vào mức độ chữ đạt, chưa làm máu dựa vào mức độ chữ đạt. Cái bệnh nhân này chữ đạt chưa làm thì mình dựa vào nguyên nhân, cái sinh mạng cũng như là sinh mạng do tiết thư thì chữ đạt nhiều ít, nhiều thì mình sẽ ví dụ như mình làm coi cái bạn này là bạn hơi cũng chưa có đưa sách, tôi thấy chưa có là tất cả là chưa vào dưới 150-160 và cũ vẫn làm coi. Đó là chưa chỉ định định kỳ, chưa chỉ định lập định kỳ. Nếu có chỉ định thì chỉ định lập có định kỳ thì mình sẽ cộng năm lên để mức 150-180 được chưa? Chỉ có định kỳ, có chỉ định lập chưa chỉ định lập kỳ rồi thì mình sẽ cộng năm lên là 100 gì? Chưa chỉ định thì coi là chưa làm nhiều lắm. Nhiều lần trên thì ra thì mình đi từ năm đi tại vì gác càng chữ cao này thì nó làm tám được trong một tháng tập chữ làm nhiều hơn từ năm đi bao nhiêu một em làm cái gì làm một nhóm ra diễn viên là gì ba mươi trên gì đó một ra diễn viên 130/80 cái này chưa. Thì câu hỏi là mình đang nghi ngờ bệnh nhân là đi kiếm cái đá có đường có nghi ngờ phù nữa làm gì nó thêm một đường phổ biến là chữ đạm nhiều thì cái đó thì làm đại thể mà thật ra là mình giữ cái áp bệnh nhân này là dưới 125 trên thì áp lập thì mình đưa đây thì là ca này là chưa mặc dù chưa có xét nghiệm đạm nhiều nhưng nguyên nhân bệnh nhân này đã có đường thì biết kiến thận và cái biểu hiện phù trước đó ta mình nghĩ là chữ đạm nhiều mình sẽ đưa xuống rồi mặc dù chưa thực hiện để nghĩ xong coi bệnh nhân này bao nhiêu khác bao nhiêu đã là bao nhiêu đấy ba đúng không? Thì trong thì mình sẽ nhận định 130/125 kém hơn rồi thì không cần phải chuyện đạt được các mục tiêu đó khi về nhà sẽ đạt công gì thì khi các bạn điều trị áp nếu mà dùng điều thấp thì cái pháp lượng huyết áp đạt mục tiêu thì mình sẽ đạt mục tiêu trong phòng điều. Nhưng mình phải dùng liều quá cao để đạt được mục tiêu thì coi chừng về nhà bệnh nhân sẽ bị tụt huyết áp trong phút. Bây giờ gì mà làm cái gì chết này chết kia huyết áp cao hơn mà phải dùng liều rất cao lên áp rất xuống để đạt mục tiêu thì về nhà điều trị không khác vô. Thì mình phải nhớ là trong bệnh viện mình đưa về cần mục tiêu. Có một trường hợp dùng liều thấp đạt mục tiêu thì đạt. Còn nếu dùng liều cao quá để đạt mục tiêu thì đạt trên ví dụ như là khoảng 15-16 thì điều sẽ được về chính xác. Nhưng mà hướng đến thì còn khá là một hướng đến mục tiêu đạt được. Thì cái này đạt được thì thôi về một chuyện gì tiếp thì để hiểu những thứ nào ta sử dụng. Ok. Nếu cái này nó chưa đạt thì các bạn sẽ bị đường nó như thế nào? Ví dụ như nó gần đạt thay thế tự nhiên ăn mặn quá chỉ cần thay đổi chỗ ăn thôi. Rồi nếu nó gần đạt mà ăn lạc rồi mà trước đó bệnh nhân tiểu nhiều vô tình cắt tiểu ít thì mình chỉ dùng lợi tiểu thôi và đạt để nghĩ tăng điều lợi tiểu. Nếu như bệnh nhân hiện tại tiểu nhiều rồi tại vì đi phòng bệnh nhân tiểu nhiều đạt được tiêu lợi tiểu rồi mà gấp chưa đạt ăn đạt rồi thì đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ tăng liều khác, có khó bỏ thuốc khác. Chứ thì tùy từ tình huống bệnh nhân mình
nhận được điều mừng, nhận được điều mừng. Và một điều trong này với các bạn, rất hay là đi thi mà bị ám ảnh, chịu dùng thuốc ức chế di chuyển của bệnh nhân này, có người dùng ba viên, các người dùng ba viên thì bạn nhớ là dùng thuốc chế di chuyển cho bệnh nhân có giảm là một phần nó sao nguy cơ gì còn là sẽ giảm nặng hơn, được chưa? Các bệnh còn lợi giảm. Nguy cơ thứ hai là kali hóa sẽ tăng, sẽ tăng. Vậy thì khi dùng người ta cái này người ta cấm quy định khi mà độ lọc là quá xấu thì sau này người ta cho một số thuốc được dùng, thì ta cũng nào được dùng và thuốc có nghiệp vụ. Rồi thứ hai là kêu mình là phải giảm điều là sao là phòng hợp. Thứ ba là mình phải theo dõi được để cho nên và gì cali máu giao động trong giới hạn cho phép. Thế thì câu hỏi là mình cho cái đó mục tiêu là gì? Mục tiêu hạ áp. Khi câu hỏi nếu để đạt được mục tiêu hạ áp thôi thì bao nhiêu thuốc khác phục dụng sẽ dùng thuốc này và có thể gây ra biểu khổ mà cái liều nó phải giảm đó, phải theo dõi đó, đúng không? Bất lợi quá rồi thì bạn phải để bạn đưa hướng hạ áp mà bạn dù giảm còn không tự nhiên sao mà được. Rồi như bạn đã làm gì và làm gì mục tiêu hướng là gì? Tiêu hướng bảo vệ mà chẳng nói khi là mãi cái đoạn cuối là còn khó bảo vệ gì nữa, nó bị sai thôi, tức là việc mình cho mục tiêu là gì không từ cái việc chuyển này người ta cho hướng về mục tiêu tim mạch là nhiều thành ra là về tim mạch thì đừng bắt chưa thành ra bạn đừng có hướng mục tiêu gì tham gia từ hướng mục tiêu bảo vệ mạch cho cái đoạn cuối nghe thành ra mình cho mục tiêu là gì không không có đạo nghe. À, tại sao dùng thuốc khác là dùng thuốc này có nhiều tác dụng phụ phải theo dõi chỉ được mục tiêu huyết áp được chưa? À, tương tự dự kiến này có thứ máu thì đưa ra theo viên mục tiêu 10 mg, nhớ là 10 mg này là những mục tiêu đạt được khi dùng gluco thì chúng ta là tiểu máu. Nhưng nhiều bạn nên đưa mục tiêu lên bạn điền trong tủ lên bệnh nhân có bệnh nhân điền máu bệnh nhân không có bệnh viện đầu tiên thì muốn hạn có bệnh viện lên mức bệnh nhân thấp biểu hiện không phải là được chứ không phải là muốn bệnh viện cao lên anh chú ý. Và điều thứ hai là trước khi điều trị đầu tiên phải chứng minh được bệnh nhân đủ sắt là trong ở phần phía trên thì chưa xét nghiệm sắt chưa biết nhân đủ sắt không chứ cho đầu tiên là sao thì muốn cho đầu tiên thì phải đi là trường hợp này mình phải kiểm tra sát tiếp sát đủ bắt đầu các phải đọc tôi thí dụ thế hai rồi tương tự như bạn sẽ đưa ra cái mục tiêu gì cho mình nhớ khó mục tiêu đây khó mục tiêu là có điện triển khai nó thế nào tính tiếp chưa rồi phải hỏi gì không bằng chứng thì mình nghĩ như thế nào
điều đáng nói được thì quanh bảy viên quanh hai một quanh bảy tùy thôi, các bác điều trị đó. Cái này bạn học bên tiếp là có thế. Ví dụ như không cần cái này, ví dụ bệnh nhân này là nguy cơ hạ đường huyết từ già chắc là từ cao lên bảy, còn một trẻ thì bị thấp thì nhất thiết quanh bảy. Nhiều mới thì nhiều mới biết quan tâm và quan tâm là những cái cơ hội để biết là sao biết cầm thì theo từ nhân còn sống lâu thì không cái hàng cả những năm gì bạn lưu ý là insulin phải qua thận cho nó khi sử dụng cho nhân sinh thận thì dù bình thường sẽ giữ lại cho nhân phục và những bệnh nhân mà đường huyết rất là cao từ từ càng càng độ xuống càng đi tầm càng ngày chúng tôi biết bình thường luôn thì nó liên quan đến cái thứ là insulin xin lưu lại và cái đất thì lưu lại rồi bệnh nhân ăn uống quá kém nó là đường không tăng lấy bệnh này thì bệnh kia lấy bệnh suy tầm nặng giai đoạn cũng bị người ta không được nó đã có một số phần như thế mình phải nghĩ giải thích biết như thế nhưng mà các người mà giai đoạn ngủ vẫn phải kiểm soát được chứ mình nhớ lúc đó mình sẽ giảm điều xuống nó điều chúng ta điều nào ai hỏi gì nữa không đây cái này dựa sinh lý ví dụ như huyết áp mình giữ càng cao thì áp lực trong một lần tăng lên cao thấp cao hơn thì đủ áp thấp đúng không? Tại huyết áp trong cơ thể mình cao thì áp lực trong một lần nó cao nhưng mà tái một lần nó bị tổn thương thì cái cũng là thì áp lực cao thì đã sẽ càng gì càng bất nhiêu càng thấp hơn đó là mục tiêu thứ gì bây giờ đã và người ta cái này con muốn ta thấy là điểm nổi đó kiểm soát ngay cái mức đó là tốt là ta đưa được đó nhưng mà sau này gồm đấy đó không bằng kinh của bạn cũng chưa rõ một là sẽ biết là khác là nhưng mà thí dụ như là nhưng mà lọc máu á người ta thấy là nó là kiểu gì cái lượng huyết cao là nó xấu nhưng mà bắt đầu hạ cái bước này là tốt nhất bắt đầu thấp nữa bắt đầu không có là nó xấu nên là trong cái nhóm lọc máu ta đặc biệt là mất tiêu là huyết áp cao thì nó bị cao tới 135 hoặc 140 giữ cái thấp thì nguy cơ đã giảm lên một nguy cơ hơn tùy thôi mình phải hỏi cao đi tới là gì để người ta dính tới cái chuyện mà bạn vô gặp một bệnh nhân có chuyện có giảm có đi máu này là bị vượt cái bàn tâm cái dương rối loạn gì thước điện giảm chỉ có một cái rối loạn điện giảm phải nghĩ ra ví dụ bệnh nhân này đã được điều trị bên những lần uống thuốc liên tục thì cũng là chuyện không ta đi thì sao đúng không hãy ta đi ra dùng plastic cái gì không phải ta đi đâu giảm xuống hay là kêu ta là hồi mẹ chết ăn quá không được ăn cao, người ta chỉ ít dễ mang nhiều luôn. Ví dụ đấy mình phải điền cho cái gì mình lấy chúng ta có tác là nhân tiếp. Nhưng mà trong trường hợp thì thường cho đi tăng cái này nó giảm. Thật ra mình nhân này tôi nghi ngờ nên không biết phải trường hợp. Rất nhiều nghi ngờ hai mình nhân đang làm ở đâu. Mình nhìn là chú Vương mình dùng số mấy bây giờ còn ngại nhớ hết buồn em chuẩn bị nếu mà nó là cặp nên tính thấp cặp thực tế chỉ có một bên nếu ta tìm thấy ta xem là vui hơn thì cặp hoặc là cặp chung chung thì trên đời nó nặng rồi. Tại vì nếu mà suy thận cấp thì mình tính còn đã tạo ra nó là nặng rồi thì mình sẽ thấy nó nặng.
thiên cấp là chưa có sinh mạng, người bình thường thiên cấp thì sống cái đó, còn đó là cái lời sinh mạng. Nên sau này nó có bài là tổn thương thận cấp trên lợi thận mèo là cái khổ riêng. Rồi trong cái thận cấp là người ta nói là thiên cấp có người trẻ khác, thiên cấp người già khác, để coi mình phân biệt là thiên cấp trước tại sau hả. Hết hết là nắp hết sau này là thể chế là để công việc là không phải đem một cái đó vô này, cũng không thể lấy từ là gì đi ông viện vô. Tôi coi rồi tôi thấy đi ông viện coi đây nó ghi tôi hỏi cái gì thì tôi không thấy nó hỏi gì mà. Thế là hỏi cho mình thì lúc đó mục tiêu của bạn là chẳng có mà gì điều trị thì chỉ hỏi chúng ta không hỏi gì chỉ hỏi hướng về chẳng có và điều trị ở mặt đất ở nào cũng cắt ra bạn.